Đây là hình ảnh một khu chợ thực phẩm ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ vào thời điểm này. Màu cam ấm áp của những trái bí ngô đã phủ kín mặt tiền các ngôi chợ dù hơn một tháng nữa mới tới ngày lễ Halloween. Hôm nay anh Đoàn Hiền dẫn con gái đi lựa mua bí ngô và một số loại bí có hình thù độc đáo cùng các vật dụng khác để trang trí nhà cửa cho thêm phần sinh động và ấm áp khi mà mùa lễ Halloween đối với phần lớn mọi người đã bắt đầu và thời tiết cũng đang lạnh dần. Trong cái lúc mà bố con và con đi đến nông trại thì con thấy rất là nhiều nhà trưng bí ngô ở trong vườn, ở trong nhà và ở trước cửa. Còn ở trong nông trại thì con thấy họ thu hoạch bí ngô rất là nhiều. Con thấy thích lắm ạ. Từ ngày sang Mỹ thì tôi rất là thích ngày lễ hội Halloween ở bên này. Ngoài những cái chương trình vui chơi dành cho trẻ em ra, còn có những thể là có những cái lễ hội hóa trang dành cho người lớn, còn những cái buổi dạ tiệc vân vân, thế là tôi cũng rất là vui. Và cứ mỗi dịp mùa thu đến thì mùa thu ở nước Mỹ rất là đẹp, và cộng với cả lễ hội Halloween thì tôi thường đưa các con tôi đi dạo quanh những khu vực ngoại ô để xem bà con thu hoạch những trái bí ngô và ngắm những cái dàn cây lá vàng, nói chung là rất là đẹp. Những trung tâm và cửa tiệm bán đồ trang trí nhà cửa và đồ hóa trang cho các gia đình dịp lễ Halloween vào thời điểm này cũng đã rất tấp nập. Tới đây, các gia đình có thể tìm thấy đủ mọi loại đồ trang trí khác nhau, từ những sản phẩm trưng bày bên ngoài cửa nhà cho tới các vật dụng mang hình ảnh ma quỷ để trang trí trong nhà dịp này. Các trang phục Halloween phục vụ từ trẻ sơ sinh, thiếu niên cho tới người lớn với rất nhiều chủ đề khác nhau. Thậm chí là cả những sản phẩm trang điểm, hóa trang để khách hàng có thể biến mình thành những nhân vật mà họ mong muốn một cách chân thực nhất. Bắt đầu lễ hội Halloween của tháng 10 là bắt đầu của hành trình những cái chuỗi lễ hội tiếp sau. Ví dụ như là đến Halloween, sau đó đến lễ hội Thanksgiving, xong đến lễ hội Giáng sinh và sau đó là đến Tết. Nên là chương trình nó rất là vui và cái không khí nó rất là rộn ràng cho những ngày cuối năm và khởi điểm là lễ hội Halloween mùa thu. Bên cạnh việc trang trí nhà cửa sao cho ấn tượng và rùng rợn, thì bắt đầu ngay từ cuối tháng 9 đầu tháng 10, nhiều chương trình lễ hội chào đón Halloween thường xuyên được tổ chức tại nhiều nơi với các hoạt động phong phú như hướng dẫn điêu khắc tạo hình bí ngô hay vẽ mặt hóa trang cho con trẻ. Trong số này, chương trình diễn hành hóa trang tại một số khu phố với sự tham gia của rất nhiều gia đình với đủ các loại hình nhân vật, từ các con quỷ gớm ghiếc cho tới những chú hề vui nhộn hay những mụ phù thủy, luôn là sinh hoạt được mọi người chú ý nhất trong dịp lễ Halloween.